hôm nay tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 14 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động và Ân Thi, đều là các trường hợp đã được cách ly. Đây là số lượng ca bệnh ghi nhận trong ngày nhiều nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, ổ dịch công ty Tân Á Hưng Yên ở huyện Yên Mỹ đã lan rộng ra các huyện Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động. Trong đó, có 10 ca ở huyện Yên Mỹ đã cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên và cơ sở cách ly tập trung của huyện. 4 ca còn lại đều là công nhân công ty Tân Á Hưng Yên, gồm 1 ca ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, 1 ca ở xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, 1 ca ở xã Vũ Xá, huyện Kim Động và 1 ca ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Liên quan đến các ca bệnh mới phát sinh, huyện Khoái Châu đã phong tỏa đội 9 thôn An Cảnh, xã Hàm Tử với 151 nhân khẩu, huyện Kim Động phong tỏa thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá với 1.234 nhân khẩu, huyện Ân Thi phong tỏa thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Yên Mỹ phong tỏa một phần thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt với 47 nhân khẩu và phong tỏa thêm khu vực cầu treo ở xã Tân Lập với 50 nhân khẩu. Đối với ổ dịch công ty Tân Á Hưng Yên, đến nay, công ty này đã có 6 trường hợp F0, tuy nhiên đã có 329 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Trong 14 ca bệnh mới ghi nhận đáng chú ý, có trường hợp ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, được công ty Tân Á Hưng Yên cho nghỉ ở nhà cách ly từ ngày 23 tháng 6 khi là đối tượng F2. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 6, trường hợp này xuống thành phố Hưng Yên đổi giấy phép lái xe. Đến sáng 26 tháng 6, trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính và đã được công bố là bệnh nhân 15.146. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện quy định cách ly để phòng chống dịch. Để tăng cường phòng chống dịch, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên vừa tạm dừng các hoạt động vận tải khách liên tỉnh từ Hưng Yên đến hoặc đi qua vùng có dịch và ngược lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng vừa có quyết định tổ chức triển khai cách ly cho công dân tại cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh ở Trường Đại học Thủy lợi cơ sở Phố Hiến nhằm giảm tải giãn cách cho các khu cách ly của huyện Yên Mỹ. Tình hình dịch bệnh tại Hưng Yên đang hết sức phức tạp. Vì vậy, mọi người cần cảnh giác, hạn chế đi lại, tiếp xúc và thực hiện nghiêm thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang.